nhà ông tận đi bộ hả? Đúng rồi, đây đi tới trên hút nhà con hả? Nhà có Út xa nhà con. Từ nhà con đi bộ, từ nhà con đi bộ qua nhà có Út 30 phút mới tới đó. Bữa nay mùng 5 chắc có lẽ là mọi người về quê ăn Tết rồi mọi người quay người chứ lên chỗ làm nên là phà đông như thế này. Con nghĩ mà. Con nghĩ mà. À, hai chiếc phà mà chở không kịp luôn. Ồ, anh Trung Nguyên ra kìa. Ờ, xe xuống phà, xe xuống phà. Quá trời đông. Có lẽ là phải mượn cái phà dầm cống ở đây đo đưa thì nó mới kịp. Đông lắm. Bốn sáu tám một lần đi chắc khoảng cỡ 8 chiếc 10 chiếc vậy thôi. À đây rồi. Chiếc này chiếc thứ 9 nè, 9 chiếc xe 1 2 3 4 5 7 10 chiếc, đúng 10 chiếc luôn. Định là 15 người với 6 chiếc xe máy mà chở luôn 10 chiếc luôn. Đây chiếc này lớn hơn, chiếc này chở được 15 xe máy 30 người, trọng tải lớn hơn. Chiếc này được làm bằng ô được hàng bằng thép á, chiếc kia là bằng gỗ. Rồi xe lên rồi, bây giờ xe xuống. Chiếc này chuyên nghiệp hơn. Này, mọi người đi xuống phà. Phà này là một bên kia sông là tỉnh Vĩnh Long, bên đây là tỉnh Trà Vinh. Buôn, phà đi,